Ở đây có mấy túi thịt lận và cái hóa đơn. Lần đầu tiên bọn mình đi chợ mua thức ăn mà tiền hóa đơn nó hết khoảng gần 500 đô. What? Đây, có hóa đơn này. Hello YouTube, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Gà Tây Tây. Sáng nay thì bọn mình vừa đi chợ về và sáng nay mình có quay một cái video. Mình chỉ định quay một cái video nhỏ để mà nói về những thứ mà bọn mình mua để tích trữ trong mấy tuần tới. Tại vì đồ ăn nhà mình hết mất rồi. Thế nhưng mà tối nay bọn mình lại định ăn lẩu. Thế là mình mới lại vào để lấy máy quay ra và quyết định là sẽ cho các bạn cùng xem tối nay nhà Gà ăn gì nhá. Với các bạn hãy xem là sáng nay bọn mình đã mua những cái gì. Quên cập nhật cho các bạn một tí thông tin ở bên Mỹ là tình hình coronavirus ở bên này càng ngày càng nghiêm trọng hơn ấy. Sáng nay mình mới đọc thống kê thì phải đến khoảng hơn 600.000 người đã mắc bệnh rồi. Đến hôm nay thì bọn mình cũng đã hết lương thực rồi, nên là sáng hôm nay bọn mình có đi chợ để mua thêm một ít lương thực. Và từ sáng đến giờ bọn mình đã để đồ ở ngoài gần cửa nhà và xịt khuẩn xong rồi. Bây giờ mình chuẩn bị bỏ trong tủ lạnh để bảo quản. Tiện mình vừa quay video xong đang make up xinh xắn lồng lộn, nên là mình cho các bạn xem những cái món thực phẩm mà bọn mình vừa mua lúc buổi sáng là những gì nhá. Đây thì là cái túi đồ giặt của bọn mình vừa mới giặt tối hôm qua và cũng mới xịt khuẩn từ tối hôm qua, nhưng mà bọn mình chưa có sờ đến để sử dụng, cứ để đấy đã. Nhưng mà tí nữa thì mình sẽ cất vào trong tủ. Thế còn bây giờ thì đây, những cái thứ mà mình đi chợ mua đây này. Đấy, đây là toàn bộ lương thực của bọn mình trong mấy tuần tới. Tại vì là bọn mình mua thì bọn mình mua mấy tuần luôn. Có ăn sáng vị Oreo. Mới bóc được đây này là. Đồ khô mình cất vào trong mấy cái tủ ở bên này. Ở đây có mấy túi thịt lận và cái hóa đơn. Lần đầu tiên bọn mình đi chợ mua thức ăn mà tiền hóa đơn nó hết khoảng gần 500 đô. Đây, có hóa đơn này. Đây, đây. Lẩu. Tới đây sẽ ăn lẩu. Lẩu Mongolian Little Ship. Mình còn mua cả lẩu. Lẩu này lẩu tự sôi à anh? Lẩu lẩu không cần nấu à? Ok. Đấy, bánh. Bây giờ mình sẽ cắt các loại thịt. Thịt bò, thịt lợn. Nhà mình chủ yếu ăn thịt lợn, thịt heo đấy. Tại vì thịt bò ăn nhiều, thịt đỏ không tốt. Mỗi một pack này mình mua là đủ nấu cho 2 bữa rồi. Nên là bình thường mà mua những cái pack nó to hơn á, là mình sẽ chia nhỏ ra. Mình sẽ lấy food wrap là cái bao ni lông dành cho thực phẩm ấy, mình sẽ chia ra. Nhưng mà vì lần này mình đi siêu thị Hàn Quốc nên là mình mua được từng cái khay nhỏ như này thì đủ để nấu cho 2 bữa. Thế cho nên là mình không cần phải chia nó ra nữa. Bò này. Đấy, còn có thịt bò cắt lát. Thịt bò thái lát này để mình tối nấu lẩu. Ôi, đây là thịt gà, cánh gà rồi, thịt ba chỉ rồi, xương bò hầm, bò Kobe nữa, slice bò Kobe nữa. À, bò này bò Wagyu chứ. Đây còn có một khay thịt cừu nữa để tối nay ăn lẩu đây. Này để ngăn dưới thì nó ăn luôn. Nhà mình ăn rất nhiều cà chua luôn này. Rau này. Xong rồi cái một bịch nhãn.
nước mắm rồi gia vị rồi sốt này, gạo nếp để nấu xôi đây, nếp. Mà nhá, hôm nay đi chợ Hàn tìm được một thứ rất là hay, nước mắm Chinsu ế. Hôm nay em đã thử tìm tương ớt Chinsu của anh mà không thấy anh ạ. Nhưng mà em lại thấy được nước mắm Chinsu này. Vì là thấy nước mắm Chinsu nên là em mới tìm thử tương ớt đấy. Nhưng mà không có tương ớt. Nhưng mà không có tương ớt thật. Một khay cam luôn. Đây là quýt, không phải cam. Chả biết có ngọt đâu. Cúi ăn thử. Định mua 3 khay, tại vì nhà mình ăn nhiều trứng lắm. Nhưng mà siêu thị họ chỉ giới hạn mỗi nhà được mua 2 khay thôi. Tủ lạnh nhà mình hay chia theo ngăn đấy, để mà phân loại luôn thức ăn, có một ngăn đựng rau, một ngăn đựng hoa quả, một ngăn đựng đồ ngọt, một ngăn đựng đồ mấy kiểu đồ ăn tráng miệng. Đây vẫn còn này. Mà lần đầu tiên vợ chồng mình mua đi siêu thị mua đồ ăn mà hết được 500 đô. Mỗi lần là hơn 100 đô là đã mệt nhè chè khoai rồi. Bữa nay là ở nhà nhiều cho nên là ăn nhiều. Bình thường là chú Dươi nhà mình là còn ăn ở công ty nữa nên là bớt đồ ăn đi. Bữa nay là ở nhà nhiều này, ăn vặt cũng nhiều. Cánh rau muống rồi. Nhiều vậy. Lê này, favorite lê Hàn Quốc luôn. Nhà mình rất thích ăn lê này. Của anh em bỏ vào ngăn snack đi nhá. Sữa chuối. À, tiramisu coffee mix của anh đây à? Không để ý lúc nào mua nhanh thế. Thế nên là bột làm bánh brownie, cho nên là hôm tới mình sẽ làm thử bánh brownie nữa. Thèm ăn bánh ngọt lắm rồi ấy. Đậu đen này, trồng đậu à đi. Để nấu chè đậu đen. Em nhớ là em còn lấy cả sữa dâu dưa cho anh cơ mà nhỉ. Rồi, con lại thạch Hàn Quốc. Cái nho, thạch táo, thạch đào. Tròn, các loại thạch đây này. Bình thường thì bọn mình hay đi chợ Việt Nam để mua đậu phụ tươi. Là có đậu phụ người ta làm bằng tay của các nhà Việt Nam, họ làm họ bán lại cho chợ ấy. Nhưng mà vì dạo gần đây mình không đi chợ Việt Nam nữa, mình đi chợ Hàn Quốc là mình mua tạm cái đậu trong gói này, chiên lên rồi kho cũng ngon lắm. Ui, vẫn còn khay thịt marinate rồi. Thịt vịt không khói. Mình thích cái món này cực. Mua luôn 2 khay. Cái thịt vịt hun khói này mình mua ở chợ H-Mart nha mọi người. Và mua xong rồi về các bạn có thể chiên lên ấy. Chiên nhưng mà đừng bỏ dầu vào, ăn ngon cực, thơm cực, ăn với cơm. Từ đỉnh cũng phu ấy. Ủa, anh mua cả chân gà hả? Ừ. Ở đây. Sữa melon, sữa dưa. Đấy, vì sao gọi là chú dưa? Vì chú dưa thích dưa lắm, các loại dưa luôn. Về sau mình mà có gà con, mình phải đặt tên gà con nhà mình cái gì chất tí anh ạ. Đặt tên sầu riêng được không? Hay là tên là quýt? Được không? Hả? Hay là tên con mình là nhãn? Nhãn hoặc vải. Tại em thích ăn cái gì thì em sẽ đặt tên con mình là cái đấy. Để em ăn nhanh. Wow, vẫn còn đống thịt này. Nhà này thích ăn thịt xay. Ôi ôi.
nhìn nhiều thì thôi, nhưng mà nhà mình ăn cái này chắc khoảng tầm trong 3 tuần là nó hết rồi. Mấy cái loại này là mấy cái loại hạt thốt nốt rồi xương sa, xương sáo rồi nước cốt dừa để mình nấu chè ấy. Đây này. Tại vì ở nhà thèm ăn đồ ngọt lắm rồi, không được đi ra ngoài ăn chè. Buồn lắm. Bây giờ cho mọi người xem tủ lạnh nhà mình nhá. Đây là cái tủ đựng đồ khô ở nhà mình đây. Các thể loại bún phở mì miến. Bọn mình để trong cái tủ như này. Đây là tủ đựng snack. Đấy, các loại bim bim. Đây là ngăn đông nhà mình này. Ngăn đông nhà mình thì có các loại thịt mình vừa xếp vào đây. Thịt bò, lợn, gà đủ cả. Có cả mực khô nữa. Ở bên này có sấu. Mẹ với bà ngoại của chú Dưa tách hạt xong rồi mang sang đây cho bọn mình nấu canh chua. Còn ngăn dưới đây. Ngăn dưới tủ lạnh nhà mình thì ti tỉ thứ. Đấy, một đống rau, các loại rau mà mình vừa mới xếp vào nhá. Đây là thịt tí nữa để ăn lẩu này. Kim chi, đậu này. Trứng này. Các loại rau nữa này. Rau ngộn luôn. Đấy, trên này là các loại sữa với cả đồ ăn tráng miệng kiểu bánh ngọt này. Xong rồi khay thạch của nhà mình đây. Đấy. Đấy là toàn bộ những gì mà bọn mình đã mua. Thế bây giờ mình sẽ chuẩn bị các cái thứ cần thiết để mà ăn lẩu. Tại vì lâu lắm rồi không được ăn lẩu rồi đồng bào ơi. Mọi người ơi, chị gà Tây Tây rất thèm ăn lẩu chị. Đây là bây giờ bọn mình sẽ chuẩn bị để nấu lẩu. Mọi người cùng chuẩn bị với mình nhá. Nhà mình thì khi nào cũng sẵn bếp từ để nấu lẩu. Tại vì hai đứa bọn mình cũng vô cùng là thích ăn đúng không? Chuẩn bị bếp để nấu lẩu rồi. Cái lẩu hôm nay bọn mình sẽ ăn là Mongolian Little Sheep. Đây đây. Đấy, đây này. Lẩu rất là ngon luôn. Lẩu Tứ Xuyên. Có cái ớt. Đấy, trong cái gói này có những cái gia vị này. Thì bây giờ mình đang đun sôi nước. Sau đó mình sẽ đổ những cái gia vị này vào. Đổ những cái gia vị này vào xong rồi cứ thế đổ vào bếp lẩu rồi ăn thôi. Trong lúc mà chờ đun sôi nước thì mình sẽ lấy rau ra để rửa. Có rau muống đây, muốn ăn rau muống thì em bốc choi thôi. Rau của mình hôm nay có rau bốc choi. Rau bốc choi thì tiếng Việt là gì ạ? Đúng là rau cải. Thế nhưng mà thực sự là từ ngày qua Mỹ thì mình mới bắt đầu nấu ăn nhiều hơn. Nên là mấy cái loại rau này là mình chỉ nhớ theo tên tiếng Anh thôi. Tại vì trước giờ lúc mà ở Việt Nam là bố mẹ mình nấu cơm. Nên là mình chỉ biết một số rau cơ bản thôi. Còn những cái rau mà mình từ ngày mình sang Mỹ mình bắt đầu nấu ăn ấy, thì mình chỉ toàn nhớ theo cái tên tiếng Anh thôi. Mình không search được lại tên tiếng Việt là gì. Nhưng mình biết đây là rau cải. Nếu mà ai biết rau này tên tiếng Việt là gì thì có thể nói với mình nhá. Rau này này. Hình như là, nếu em nhớ không nhầm thì rau này là rau cải chít. Thôi baby ơi, rau muốn mua có mỗi một mớ thôi. Hay là ăn broccoli trắng của anh không? Không. Không à? Ăn đậu không? Tofu không? Được. Cắt ít tofu vào nhá, cho nó phong phú. Nói chung là lẩu của bọn mình thường chỉ ăn một bữa. Nên là mình sẽ không nấu quá nhiều thức ăn. Nấu nhiều thì sẽ dư, hôm sau sẽ không ăn được. Tại vì hôm sau thì đã không thèm ăn nữa rồi. Cái đậu này cất đi để mai nấu luôn. Tại vì đã mở ra rồi. Nên là sẽ mai mình sẽ nấu luôn. Sẽ kho đậu hay là làm cái gì đấy. Còn mấy con vẹm xanh ấy. Con mussel ấy. Mussel. Đây. Còn mấy con vẹm này. Đây,
sôi rồi, mình sẽ cho một cái gói gia vị này vào là có thể ăn được luôn không? Đây này có một gói bột này. Lâu quá. Lâu rồi không ăn lẩu. Nhâm nhâm nhâm. Và gói dâu nữa. Và gói ớt. Bỏ rau vào nhé. Nhầm nhầm nhầm. Lột lắm vẫn không được ổn. Anh ăn thịt bò không? Em bỏ vào nhé. Kiều vào luôn. Bỏ đậu cho em chưa? Thực sự là rất là lâu rồi chưa ăn lẩu ấy. Lần cuối cùng mình ăn lẩu lúc nào nhỉ? Lâu rồi đấy. Quay tát của mình cho nó thèm. Mời mọi người. Mời dưa. Cái cây đây này, cái này ăn được rồi này. Có cái pirate ấy. Cái pirate mà mình phải ngồi hai bàn ấy. Đây. Nhưng sao em có cảm giác cái lẩu này nó không tê tê và mọi lần mình hay ăn nhỉ? Anh có thấy tê tê không? Em lấy cái hạt em cắn ấy. Biết ớt thì kìa. Có tê. Cái tê không phải do cái ớt đâu. Nó cái hạt đấy. Nhưng mà cái hạt này nó đã nghiền thành bột rồi. Nhưng mà ớt thì em cắn nó sẽ kích thích cái kia. Nó sẽ kích thích cái tê, sẽ cắn ra đấy. Không biết là mọi người đã ăn cái lẩu Tứ Xuyên này bao giờ chưa nhỉ? Hay là không, mình cũng không biết là gọi là có phải lẩu Tứ Xuyên hay không, nhưng mà cái lẩu mà có ớt lồng bồng lềnh bềnh 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 này, mà khi nào nó cũng có một cái loại gia vị gì đấy mà ăn vào nhá, nó đặc trưng cái mùi ấy, nhưng mà cắn vào nó cứ cay nhưng mà nó kiểu tê 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 ấy. Nào, không biết hạt gì. Ồ đúng rồi, cái hạt này này, hạt này, người này, mọi người nhìn thấy không? Đúng rồi. Nhà mình còn có mấy loại mì trứng mì trước, anh muốn ăn mì nói em để em lấy. Tính. Cảnh vãi là không cay. Có cay đâu. Tê, tê vãi là chắc là có chỗ đây. Em vớt mấy cái chỗ này này. Đây em vớt vào bát em rồi nè. Cay, lòi cả mồm. Em có pha một chai nước tắc rồi, anh có muốn uống không? Vì tổng hợp đại học Định Ba năm. Cay đấy. Nói mà này, không cay này. Cay sặc cả lên đấy, cay.
Nói chung là bữa ăn của bọn mình hôm nay xong rồi. Chú thì vừa dọn hết rồi. Tại vì lúc nãy máy hết pin nên là mình tắt đi một tí. Thì chú nhà mình dọn hết cả nồi lẩu của mình rồi. Lâu lắm rồi mới được ăn lẩu luôn ấy. Từ ngày ở Việt Nam quay lại Mỹ, là một tuần sau đấy là bắt đầu dịch rồi, là bọn mình đã không ra khỏi nhà rồi. Những cái món sơn hào hải vị là đã lâu lắm rồi mình không được ăn rồi. Hôm nay ăn được bữa lẩu. Nếu mọi người thấy video này thú vị thì hãy like, share, subscribe cho Gà TT Channel nhé. Bây giờ mình đi rửa bát đây. Bye. Update một chút cho các bạn tình hình em Hành nhà mình. Trời. Được vườn lúa hành rồi đấy. To cao lực lượng cũng vạm vỡ và có thể dùng để ăn mì được rồi. Nếu mà bạn nào mà cũng trồng hành giống mình thì hãy chụp ảnh xong rồi share cho mình với. Có thể tag mình trên Instagram story để mình biết được là tiến độ của các bạn trồng hành đến đâu rồi nhá. Tối nay ăn hành. To cao lực lưỡng luôn ấy.